Lúc nó ra luôn, cả phòng đều kêu wow. Kiểu như là chưa bao giờ nhìn một đứa bé mà nó to đến mức đấy. Con mình đẻ thì 4-2 tuần. Xong vợ mình chỉ có một câu: anh nhớ phải xem đúng giờ nó ra nhá. Thôi mình lúc nào cũng xem đúng rồi. Nó ra chưa? Nó ra chưa? Xong cuối cùng lúc nó ra mình cũng chả nhớ luôn, chả nhớ xem luôn. Xong may, rất là may là bác sĩ viết luôn. Thế giờ mà con ra, mình thấy cái quá trình đấy nó là một cái quá trình vừa là tôn trọng, vừa là hiểu phụ nữ, là một người phụ nữ nó khó khăn như thế nào. Thực ra trước đây mình đã yêu vợ mình vô cùng rồi, mình không hề nghĩ là mình có thể yêu hơn nữa. Nhưng mà lúc mà mình xem cái quá trình đấy, mình mới biết là wow, có tình yêu nó lớn đến mức này. Nó tình yêu cực kỳ vô cùng luôn. Là mình có thể rất là trân trọng những gì mà phụ nữ đang trải qua. Người đàn ông mà chưa bao giờ trải qua cái vấn đề đó sẽ không hiểu giá trị của phụ nữ như thế nào. Rất là cảm ơn anh CJ vì đã nói cái điều này. Tại vì đây là cái điều mà là bản thân Ngọc Trai cũng như là tất cả các ông bố đã được ở trong phòng cùng với vợ mình vượt cạn như là Ngọc Trai và CJ. Nhưng mà cảm xúc đầu tiên khi mà là ẵm bé lên người thì biết là nhìn ô con mình nè, ok rồi, nhưng mà hạnh phúc rồi đúng không? Lúc đấy á, mình mới biết là cơ thể của mình có thể một thêm một cái trái tim. Bởi vì người ta sẽ nói là so sánh tình yêu với mẹ với con không thể nào được, bởi vì cái cách mà mình yêu con mình ui kinh khủng khiếp luôn. Bên cạnh đó mình còn yêu vợ mình cảm thấy là mình không thể so sánh nổi được, không thể kiểu cái tình yêu đấy nó rất là khác. Mình thấy ui con mình như một công chúa, vợ mình thì có cái câu là sao được xấu thế, mình thì như một cái công chúa nó xinh, nó đáng yêu vô cùng. Mình chỉ có lấy máy quay mình chụp ui sao nó xinh thế này ta. Mình vui kinh khủng khiếp luôn. Xong mình bế nó, mình nhìn vợ mình bế nó. Kiểu muốn so sánh tại sao có thể vừa vào trong bụng đấy được. Tại sao có thể vừa được, không tin nổi được. Em có biết một vài thông tin á, là khi mà là chị nhà vừa mổ xong chắc qua một tuần, đúng rồi, thì vết mổ nó bắt đầu trở chứng. Thực ra là vợ mình rất là hiếu khi muốn chồng chia sẻ, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình cũng kể. Sau một tuần sau khi đẻ á, thì mình đi kiểm tra bình thường thôi, đi kiểm tra con này xem sức khỏe của con nó ổn không. Mọi thứ rất là ổn. Xong người ta muốn kiểm tra vết mổ, lúc đấy là chưa làm sao cả. Nhưng mà hai hôm sau thì bắt đầu vợ mình rất là sốt rất cao này, không ngủ được, bởi vì mỗi khi ngủ thì sẽ bị ngắt thở khoảng 30 giây đến một phút, sẽ bị ngắt thở luôn á. Ghê vậy, không hiểu luôn. Xong là mình phải đi kiểm tra tại sao lại bị ngắt thở. Xong là có bác sĩ thì bảo là do vợ mình mập lên, cái lưỡi bị to hơn, nên là mỗi khi vợ mình ngủ thì nó bị xuống dưới, nó ngắt ghê. Nhưng mà mình lại kiểm tra đi kiểm tra lại tại sao lại vậy, thì mình bắt vợ mình thôi, thế này phải đi viện thôi. Bởi vì vợ mình thì đã vừa trải qua cái đấy không muốn đi viện nữa, nên mình phải bắt vợ phải đi viện khác. Xong là người ta kiểm tra, người ta thấy là người ta lấy máu, thế là đang bị viêm vết mổ nhiễm trùng. Xong là mình bắt đầu chào anh. Chào, xin chào. Dạ, chào anh. Dạ, xin ok chào. Hello anh. Chào. Hello. Well. Sao lại biết là anh, sao không hỏi tuổi trước mà biết có phải anh em không? Vậy sẵn tiện anh cho em hỏi luôn là năm nay anh được bao nhiêu tuổi? Thôi, cái đấy không quan trọng đâu. Ôi, vừa mới kêu người ta hỏi thì trả lời đi. Không quan trọng, thôi, đã gọi là anh thì tiếp tục gọi là anh đi. Thôi, cho nó dễ. Bây giờ người ta muốn hỏi tuổi luôn, nhiêu tuổi? Nhiều tuổi lắm rồi, nhìn dâu nó già 35. Trời ơi, tôi già thế hả? 32. Chưa đúng. 28 tuổi. Ôi trời ơi, hiếp còn tiếp. 31. Xin chúc mừng. Tài luôn hả? Ôi. Đây là tụi mình xem hết trở trội luôn á. Tớ cậu nha. Ok, tớ cậu nha. Rồi, đầu tiên thì sẽ để cho anh CJ gửi lời chào tới các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào các quý vị và khán giả. Mình tên là CJ, mình đến từ Nigeria và mình rất là vui được tham gia chương trình Các ông bố nói gì ngày hôm nay. Rồi, đầu tiên luôn, một câu hỏi rất là quen thuộc. Ai bước vô đây cũng đều phải nghe câu hỏi này. Câu hỏi gì ta? Khi biết tin vợ mình có bầu, cảm xúc của CJ lúc đó như thế nào? Mình khóc.
Bởi vì nó là một cái câu chuyện rất là tình cờ. Hai người đang yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy là không tính là đó, mình sẽ sống có một em bé. Bởi vì từ lúc nào mình cũng có cái suy nghĩ là trước khi mình có con là mình đã phải thành đạt, phải có nhà, phải có ô tô, phải có tất cả mọi thứ. Nhưng mà lúc đấy mình mới đang rất là nghèo. Việc có con cũng là một cái duyên, và nó cũng mang ra rất là nhiều điều may mắn cho mình. Cho nên là mình rất là vui. Bây giờ nhìn lại cái suy nghĩ của mình ngày xưa thì mình ước gì mình đã có con từ rất lâu rồi. Thì có lẽ là bây giờ cuộc sống đã khác đi rất là nhiều. Cái chuyện này sẽ đến bởi vì là cả hai vợ chồng luôn đều khá là bất ngờ. Đúng rồi. Có khó khăn trong khoảng thời gian đó không? Về kinh tế, về tất cả mọi thứ. Về kinh tế thì không quá khó khăn cho lắm. Cái thời gian đang mang bầu thì mình rất là may là vợ mình không mình nghén một tí nào luôn. Không hề bị gì luôn. Chỉ có nghén ngủ thôi. Ôi nghén ngủ thì có vậy là lại tiện lợi nha. Lúc nào cũng muốn đi ngủ, lúc nào cũng rất là khỏe, không bao giờ bị ốm gì cả. Hai vợ chồng lúc nào cũng travel, cũng đi du lịch các kiểu, đi Singapore, đi Phú Quốc, còn đi du lịch thôi. Mình cảm giác là bây giờ con mình hay nghịch, bởi vì lúc đang ở trong bụng mẹ thì hai bố mẹ lúc nào cũng đi, lúc nào cũng đi, lúc nào cũng đi thôi. Rồi phụ nữ khi mà đang mang bầu á thì cái hormones của họ, cái cảm xúc của họ lúc nào cũng trên một xuống dưới, có thể rất là lung tung luôn á. Có thể là một phút trước đang rất là sáng nắng chiều mưa, có kiểu chính xác như thế. Lúc đi siêu âm, đi kiểm tra lần đầu tiên á, mình đã biết ngay là bạn đấy, em ấy rất là to, rất nhiều so với em bé ở Việt Nam bình thường. Lúc con mình đẻ thì con mình 4 cân 6. Wow. Đó, sinh thường hay sinh mổ anh? Đương nhiên phải sinh mổ. Vợ mình truyền dạ 33 tiếng. Nhưng mà không ra được bình thường. Trong cái quá trình đang bổ thì mình cũng biết là ok, con nó to như thế thì mình phải cố gắng hạn chế ăn để nó không bị vào bụng. Cho nên là bà vợ mình là người rất là thích ăn. Cái điều khó khăn nhất của mình là lúc nào mình phải tìm mọi khác để bắt vợ mình phải kiềm chế, thôi đừng ăn nhiều, bởi vì nếu mình đang muốn đẻ một cách rất là tự nhiên và nếu mà em cứ tiếp tục ăn thế này thì con nó sẽ vào con và con sẽ bị to quá. Bố nó cũng đẻ cũng 4 cân 6, nhưng mà mẹ mình rất là to, mẹ mình cũng bự. Có một bữa mẹ mình nhớ 3 giờ sáng thì vợ mình đòi đi ăn bằng được, mà lúc đấy tâm trạng của mình vừa đang không tốt cho lắm, nó còn bắt mình 3 giờ sáng đi mua bánh mì để mà ăn. Mình đang cố để mà bắt vợ mình không ăn quá nhiều, và 3 giờ đêm đã là thời gian không nên ăn nữa, thì vợ mình không để dỗi mãi, cuối cùng cũng phải đưa đi. Nếu không đưa đi thì mình cũng là người có tội, mình cũng là người phải chịu. Tất cả các bạn bè của vợ mình đều lúc nào cũng bị nghén, rồi là nôn này, rồi là ốm sốt này. Nhưng mà vợ mình thì mình nhìn sao em lại khỏe như vậy ta? Không hiểu được. Đàn ông chúng tôi khổ lắm chứ bộ, chứ đâu phải nói là đàn ông các ông á là chỉ có biết đi ăn đi nhậu, đâu không có biết lo lắng cái gì nè. Lúc mà các bà mà đang ví dụ như là lên cơn á, không đúng rồi, đội này đội nọ ai chịu? Ôi giời ơi, ai cuối cùng mình muốn là mình phải chịu, đúng không? Họ bà hỏi anh ơi anh có thấy em béo không, bảo không thì là bảo anh nói dối, bảo có thì lại ăn chửi. Bây giờ không biết làm thế nào nữa, khổ thật. Mà không trả lời là chết. Trả lời là chết. Ê nào không trả lời hả? Đường nào cũng chết rồi. Đường nào cũng chết, không trả lời mới là đúng, mới là kinh khủng nhất luôn á. Bởi vì không trả lời thì anh chết vì em, anh không trả lời tức là em mà em béo đúng không? Không phải, không nên em béo, anh nói dối đúng không? Úi dồi ôi, thôi em béo, chết rồi, em mà em béo luôn. Kiểu gì cũng chết. Quay trở lại câu chuyện về gia đình của CJ nha. Trong cái quá trình mà là đi chở vợ đi sinh á, dạ, thì mọi thứ nó thuận lợi hết không? Đương nhiên là không rồi. Thở một cái là thấy mệt mỏi rồi. Nhưng mà bởi vì là vợ mình luôn luôn muốn trải nghiệm cái phương pháp đẻ gọi là water birth, tức là đẻ ở dưới nước. Vợ đang mang bầu được khoảng 36 tuần thì hai vợ chồng đã bay sang Thái Lan để ở đấy khoảng gần 2 tháng để sinh con ở đấy. Thì lúc đấy là CJ vẫn đang đi làm á. Nếu mà sang bên Thái thì CJ phải nghỉ làm luôn á. Đúng không? Mà mình nghỉ làm tức là không có doanh thu. Đấy là một. Điều thứ hai nữa là mình phải ở một quốc gia mà mình không biết quá là nhiều về quốc gia đó. Tận 2 tháng mình phải ở Thái Lan. Mình vừa không biết tiếng này, mình cũng chỉ biết tiếng Anh, mà tiếng Anh của họ như
ấy không phải nói đó, lúc mà mình thôi mình quyết định sang thì mình đang ở sân bay rồi, cũng rất là sát bởi vì sau 36 tuần thì người ta sẽ không cho bay nữa. Đó thì mình cũng đang chỉ trước quá 36 đâu, còn một ngày nữa là tròn 36 tuần, nhưng mà bởi vì con mình nó to và bụng cũng rất là to nên người ta nghĩ là 36, người ta nghĩ là nó hơn 36 rồi, nên là phải đi xét nghiệm, phải đi nọ, xong đi bệnh viện nào cũng đo là con 38 tuần bởi vì con rất là to, nhưng mà mình thì biết là dự sinh là hiện tại là con vẫn đang là 36 tuần, mệt kinh khủng khiếp luôn. Xong cuối cùng tới Thái Lan thì mọi thứ rất là suôn sẻ, đi mua đồ, mình cũng làm rất là nhiều vlog. Xin phép quảng báo kênh của mình, CJ Official, các bạn vô nhé. Ok, không, quảng cáo là mình phải ào ào. Ok, trên kênh của mình thì mình hay cho mọi người xem gia đình của mình hàng ngày nó như thế nào. Và mình cũng đang chuẩn bị làm một cái tiết mục gọi là làm chồng làm cha. Làm thế nào mình có thể chia sẻ với các ông bố và các ông chồng làm thế nào để làm chồng và làm cha một cách tốt nhất. Ok, các bạn vô kênh của mình nha. Subscribe nha các bạn ơi. Subscribe nha các bạn ơi. Đi nó đã khó rồi. Cái quá trình đẻ cũng rất là dài. Đến ngày dự sinh thì con chưa chịu ra. Mùng 3 tháng 8 là con phải ra rồi. Nhưng mà mãi không thấy con ra, xong mình đi bệnh viện, bác sĩ bảo chưa đến giờ. Ok. Mình lại về nhà, xong mình đi chơi bừng tung lên, mình đi chơi thoải mái lên. Đến ngày 13. Đến ngày 13 là bắt đầu thấy, tối hôm đấy bắt đầu thấy kiểu bắt đầu đau đau một chút xíu. Mà lúc đấy mình đã học rất là nhiều thứ bởi vì mình cũng đâu có đi làm đâu. Mình chỉ dành hơn một tháng thôi. Nên là mình chỉ có học hỏi về việc sinh con các kiểu. Là mình đã biết là ok, nếu mà bắt đầu có những cái giãn cơ thì mình phải bắt đầu tính từ 15 phút 1 này. Xong bắt đầu xuống dần 10 phút 1 này, xong bắt đầu 5 phút 1 này, xong bắt đầu 3 phút 1, suốt khoảng 10 tiếng. Bác sĩ cũng hay nói là thôi đừng đi bệnh viện quá sớm, bởi vì nhiều khi người ta đến bệnh viện mà phải ở bệnh viện quá lâu thì nó sẽ để phụ nữ bị căng thẳng quá. Nên là cứ ở nhà một thời gian, nếu mà mình thấy là mình không chịu được nữa thì mình hãy đến bệnh viện. Xong mình cứ cố gắng ở nhà 10 tiếng, xong vợ bắt đầu nói là thôi thế này em nghĩ là em sắp đẻ đến nơi rồi. Để bắt đầu sang bệnh viện, hai vợ chồng cùng phải ở trong một cái phòng, bởi vì mình đi để làm cái water birth mà. Xem là hai vợ chồng tối hôm đấy vợ vừa đau thì bắt đầu rất là đau rồi, thì bác sĩ đến thì xem bao nhiêu phân, đã mở được bao nhiêu phân này. Cả đêm không ngủ được, không ăn gì được, suốt 33 tiếng vợ giãn cơ. Nhưng mà trong vòng 33 tiếng đấy có rất là nhiều chuyện xảy ra, cứ một tiếng một bác sĩ sẽ đến để xem hộp tử cung đã mở được bao nhiêu phân rồi. Vợ mình cũng mở hơi chậm, cho đến khi gần 33 tiếng thì bác sĩ xem ok, cố gắng hết mình để xem có ra được không. Cố khoảng hơn 30 phút thế đầu con, nhưng mà đầu con không vừa bởi vì đầu con rất là to. Con rất là to. Nhưng bác sĩ nói một câu, các bạn ạ, nếu mà có bác sĩ nào mà có thể cho con ra qua đường này, tôi sẽ nghỉ việc luôn. Bác sĩ nói câu để tôi sốc. Ôi dồi ôi, bó tay luôn thiệt. Mà vợ mình là một người mà cực kỳ sợ dao. Trước khi đẻ mình là người lúc nào cũng lên Facebook và chia sẻ, ai tại sao ai cũng phải nói là con to là phải xin mổ nó ảnh hưởng đến con như thế nào. Mình hoàn toàn không nghĩ tới cái vấn đề mình đó luôn. Không ý mình luôn luôn negative với vấn đề đẻ mổ. Cuối cùng bác sĩ nói câu đấy, mình lại nói ok vợ muốn thế nào, và bảo em có thể cố gắng thêm một tí nữa nhưng mà em đau quá rồi. Ok, xong bác sĩ lại nói thêm một câu là mình thôi toang luôn. Bác sĩ bảo là nếu mà để con phải ở đây thêm 30 phút nữa là có khả năng con sẽ phải nằm khắp cứu ICU, bởi vì con đã thiếu rất là oxy. Lâu rồi, quá thiếu là lâu oxy. Rồi thôi tốt nhất là mình thôi đi mổ đi. Xong vợ mình cũng chỉ nói một câu, đừng có cho em ngủ, em không muốn ngủ đâu, đừng cho em ngủ, vợ mình dọa sợ lắm. Bố thì đi thay cái quần áo, đeo cái này xong mấy thứ mà đào vào phòng. Mình thấy người ta đang khát bụng rồi. Ui, mình chỉ còn nắm tay vợ, mình không dám nhìn. Mình thì không nhìn, nhưng mà vợ mình thì nhìn, bởi vì trên cái đèn thì nó có một cái gương. Hóa ra vợ mình nhìn hết, mình thì không nhìn lên trên, mình chỉ nhìn mặt vợ mình thôi. Bác sĩ cứ để bụng vợ mình, để bụng. Kiểu, trong cái phòng nó rất là căng thẳng luôn á. Mình chỉ suy nghĩ một thứ thôi, đừng để con mắt vợ. Đừng để con mắt vợ, bởi vì mình rất là sợ, rất là lo lắng. Ta cố để mà xé nhỏ nhỏ thôi. Bởi vì con này nó quá to, là người ta phải xé thêm. Rồi mãi sao con mới ra,
3-4 phút con không khóc. Bác sĩ cứ làm thế nào để con có thể khóc? Sao mãi ngoe mà đã khóc. Ôi, xong là người ta đưa cho bố về. Bé một cái mình nhìn thế này thằng không thể nhầm, đúng là con mình rồi. Nhìn mặt nó mình biết đúng là con mình rồi. Vợ mình chỉ quay sang nữa một câu, trời sao nó xấu thế. Xin thế nào mà bảo xấu điện. Bố thì nhìn một cô như một công chúa luôn. Mẹ thì nhìn kìa ơi, sao nó xấu thế. Mấy đứa bé nhìn nó vậy thôi, chứ lúc mà nó lớn lớn lên xíu nha, cái nét mà nó ra, cái trổ mã là hơi bị đẹp luôn đó. Đừng có giỡn. Chính xác luôn. Mà lúc tầm 7 tháng ha. Lúc mà ra luôn, cả phòng đều kêu wow. Kiểu như là chưa bao giờ nhìn một đứa bé mà nó to đến mức đấy. Con mình đẻ thì 4-2 tuần. Xong vợ mình chỉ có một câu, anh nhớ phải xem đúng giờ nó ra nhá. Thôi mình lúc nào cũng xem đúng rồi. Nó ra chưa? Xong cuối cùng lúc nó ra mình cũng chả nhớ xem luôn. Xong may, rất là may là bác sĩ viết luôn. Thế giờ mà con ra, mình thấy cái quá trình đấy nó là một cái quá trình vừa là tôn trọng, vừa là hiểu phụ nữ, là một người phụ nữ nó khó khăn như thế nào. Thực ra trước đây mình đã yêu vợ mình vô cùng rồi, mình không hề nghĩ là mình có thể yêu hơn nữa. Nhưng mà lúc mà mình xem cái quá trình đấy mình mới biết là wow, có tình yêu nó lớn đến mức này. Nó tình yêu cực kỳ vô cùng luôn. Là mình có thể rất là trân trọng những gì mà phụ nữ đang trải qua. Người đàn ông mà chưa bao giờ trải qua cái vấn đề đó sẽ không hiểu giá trị của phụ nữ như thế nào. Rất là cảm ơn anh CJ vì đã nói cái điều này. Tại vì đây là cái điều mà là bản thân Ngọc Trai cũng như là tất cả các ông bố đã được ở trong phòng cùng với vợ mình vượt cạn như là Ngọc Trai và CJ. Nhưng mà cảm xúc đầu tiên khi mà là ẵm bé lên người thì biết là nhìn ô con mình nè, ok rồi. Nhưng mà hạnh phúc rồi đúng không? Lúc đấy á, mình mới biết là cơ thể của mình có thể một thêm một cái trái tim. Bởi vì người ta sẽ nói là so sánh tình yêu với mẹ với con không thể nào được, bởi vì cái cách mà mình yêu con mình ui kinh khủng khiếp luôn. Bên cạnh đó mình còn yêu vợ mình cảm thấy là mình không thể so sánh nổi được, không thể kiểu cái tình yêu đấy nó rất là khác. Mình thấy ui con mình như một công chúa, vợ mình thì có cái câu là sao nó xấu thế. Mình thì như một cái công chúa nó xinh, nó đáng yêu vô cùng. Mình chỉ có lấy máy quay mình chụp ui sao nó xinh thế này ta. Mình vui kinh khủng khiếp luôn. Xong mình bế nó, mình nhìn vợ mình bế nó. Kiểu muốn so sánh tại sao có thể vừa vào trong bụng đấy được. Tại sao có thể vừa được. Không tin nổi được. Em có biết một vài thông tin á, là khi mà là chị nhà vừa mổ xong chắc qua một tuần, đúng rồi, thì vết mổ nó bắt đầu trở chứng. Thực ra là vợ mình rất là hiếm khi muốn chồng chia sẻ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình cũng kể. Sau một tuần sau khi đẻ á, thì mình đi kiểm tra bình thường thôi. Đi kiểm tra con này xem sức khỏe của con nó ổn không. Mọi thứ rất là ổn. Xong người ta muốn kiểm tra vết mổ. Lúc đấy là chưa làm sao cả. Nhưng mà hai hôm sau thì bắt đầu vợ mình rất là sốt. Sốt rất cao này. Không ngủ được. Bởi vì mỗi khi ngủ thì sẽ bị ngắt thở. Khoảng 30 giây đến 1 phút sẽ bị ngắt thở luôn á. Ghê vậy? Không hiểu luôn. Xong là mình phải đi kiểm tra tại sao lại bị ngắt thở. Xong là có bác sĩ thì bảo là do vợ mình mập lên, Cái lưỡi bị to hơn, nên là mỗi khi vợ mình ngủ thì nó bị xuống dưới. Nó ngắt ghê. Nhưng mà mình lại kiểm tra đi kiểm tra lại tại sao lại vậy. Thì mình bắt vợ mình thôi, thế này phải đi viện thôi. Bởi vì vợ mình thì đã vừa trải qua cái đấy không muốn đi viện nữa, nên mình phải bắt vợ phải đi viện khác. Xong là người ta kiểm tra, người ta thấy là người ta lấy máu, thế là đang bị viêm vết mổ Nhiễm trùng. Xong là mình bắt đầu wow, thế này thì có những phương án nào. Bác sĩ bảo là thế này có khả năng rồi sẽ phải nằm trong bệnh viện để người ta có thể điều trị. Mà lúc đấy là mình đã phải bay rồi, mà mình đã tốn bao nhiêu tiền rồi, kiểu gần hết tiền rồi. Bây giờ cũng không có gia đình, không có ai được mà hỗ trợ, chỉ có hai vợ chồng thôi. Nhưng làm sao mà mình có thể thôi về Hà Nội đi. Bảo ok, nếu mà anh vẫn muốn về thì mình sẽ đưa một cái đơn thuốc cho. Mình bắt đầu uống cái thuốc đấy nhưng mà nó vẫn không đỡ. Toang rồi, làm sao hai hôm sau mình phải đổi cái vé máy bay hai lần liền. Bố cũng phải làm giấy tờ cho con này, bố vừa phải lo cho mẹ này. Những hai ngày liền quên mất là mình chưa ăn. Bởi vì mình vừa phải trông con, vừa phải trông mẹ, quá vừa nhiều phải, chuyện vừa phải chạy giấy tờ cho con.
làm giấy khai sinh này, làm passport cho con này. Xong mình bắt đầu chạy đi đại sứ quán Việt Nam để làm passport cho con rồi ký này ký nọ. Lúc đấy mình phải đem cả con đi bởi vì vợ không thể chăm nổi con. Mình đi ra đại sứ quán ai cũng nhìn mình như một, mình cũng không biết mọi người đang suy nghĩ gì, nhưng mà mình tự đem con bao nhiêu giấy tờ, mình tự bế con thì rất là bé xíu. Lúc mà tới Hà Nội thì là buổi đêm, xong là sáng hôm sau. Cái này chưa bao giờ kể cho ai nhá. Sáng hôm sau á, cái vết mủ nó bị gọi là đầy kiểu nước á. Lên mủ. Đúng rồi. Sáng lúc mà vợ dậy, vừa đúng dậy một phát, puff, nó vỡ ra luôn á, nó nhiều ra man. Mẹ ơi. Xác vợ luôn, đi viện. Sốc liền luôn, đi liền. Bởi vì vợ mình đã uống vài thuốc trước rồi. Thế là cái thuốc kháng sinh đó, nó kiểu nó đã bảo vệ cái mụ đó rồi. Cho nên là người ta kệ ra, người ta không biết nó là loại mụ gì, nó là loại vi khuẩn nào. Lại còn mất thêm rất nhiều thời gian, người ta phải đi kiểu study để biết là mụ loại gì, mất gần 3 ngày. Xong lại mất thêm bao nhiêu tiền, rồi là bố thì vừa phải trông con ở nhà. Ngày đầu tiên thì đưa con sang bệnh viện để ở luôn, nhưng mà mình thấy là cái môi trường đấy không có phù hợp với bé 2 tuần 3 tuần, nên là mình thôi mình ở nhà. Rồi mỗi khi mà mình thấy là con ngủ thì mình sẽ chạy đi viện cho vợ ăn này, chăm vợ một chút. Mình có một cái camera ở nhà, mình có thể kiểm tra mà. Đi từ nhà mình tới viện mất khoảng gần 15 cây thì mình chạy xe máy đi như điên, phi như điên, vừa chăm vợ xong lại phải chạy về chăm con. Rất là may là lúc đấy là cũng chăm con thì mình vẫn có thể nói là nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Bé đang ngoan. Bé đang rất là ngoan, rất là nhàm luôn á. Chỉ có dậy, ăn, ngủ, dậy, ăn, ngủ, khóc, thay bỉm. Đó, chỉ có mấy cái bài này đó. Rất là đơn giản. Sau hơn một tuần vừa mới về, lúc mà người ta biết nó là loại vi khuẩn nào, thì người ta phải đẩy rất là nhiều kháng sinh vào người vợ. Liên tục, khiến vợ mình bị mất sữa. Xong là về nhà lại không có sữa cho bé vợ mình thì... Bởi vì vợ mình luôn luôn là một người muốn cho con bú. Cho đến 2 tuổi, 3 tuổi, vợ mình rất muốn điều đó. Nhưng mà phải mất sữa này rồi là... Ôi, rất là buồn, lúc nào cũng phải buồn, lúc nào cũng khóc. Bởi vì không cho con bú được. Kiểu vợ mình thấy tội lỗi á. Cảm giác như là mình không đủ khả năng để làm mẹ. Mình thì trong lòng của mình thì đang nói là... Tại sao em có thể tự nghĩ cái chuyện này, em không đủ khả năng để làm mẹ. Em có nhìn thấy cái quá trình đẻ của em không? Em có nhìn thấy cái cơn đau của em không? Em còn... lại đang nói cái chuyện là em không đủ khả năng để làm mẹ. Em vừa phải sau khi cơn đau đẻ, em lại vừa phải trải qua những cái cơn đau là vết mổ. Bố mẹ của CJ không ở Việt Nam thì bố mẹ ở rất là xa, chỉ có ông bố của vợ thôi. Rất là may là có ông bố vợ để hỗ trợ trong cái quá trình trông con và trông vợ. Trai xin thay mặt cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Các Ông Bố Nói Gì cảm ơn CJ rất là nhiều. Bởi vì chỉ đơn giản một điều thôi, tình cảm thiêng liêng giữa cha con, giữa vợ chồng với nhau là một thứ mà khó thể nói thành lời. Thông qua những gì mà là anh CJ kể, một đạp pháo tay thật lớn cho anh. Tuyệt vời. Chăm con có vẻ là khá là nhàn đúng không? Mình thì rất là may là con mình, nuôi con mình thì rất là nhàn, không có khóc. Bởi vì trong quá trình vợ mình đang bầu thì mình cũng mua rất là nhiều sách này, mình cũng học xem rất là nhiều video về việc nuôi con. Thì mình cũng biết được là nếu mà con ăn xong thì phải vỗ lưng để con ợ. Chứ nếu mà con ợ thì con sẽ rất là khó chịu này. Rồi là như nếu mà con khóc như thế nào là đói, khóc như thế nào là buồn ngủ, giấc ngủ của con bao nhiêu lâu thì con phải ăn, bao nhiêu lâu con phải ngủ. Thế là mình đã học mấy cái này rất là kỹ. Có học cái phân biệt màu không? Phân biệt gì cơ? Phân biệt màu á. Màu á? Là nó xong cái nhìn. Ồ cái này nó bình thường nè. Tức là màu phân á. Cái đấy thì cũng đơn giản thôi, bởi vì con mình lúc đấy là phải ăn sữa ngoài thì phân lúc nào cũng bình thường hết ạ. Nói chung là nuôi con mình cực kỳ nhầm luôn. Có vụ phân màu á hả? Trời hả? Đây thanh niên này vợ chuẩn bị đẻ. Ok, đăng ký vào kênh của CJ. Lát mình đăng ký liền, lát gặp đăng ký liền. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua một cái mục khác nha. Tới cái mục này anh sẽ ngại đó nha. Okay. Hứa với em đừng ngại. Ok thôi, mình cũng ngại. Không ngại nha. Không ngại. Vợ tôi vô số tội. Thực ra cũng có rất là nhiều. Thì nữa mình sẽ phải lấy điện thoại ra để mà. Vậy là đi chỗ lại. Tuy nhiên mình phải nói cái điều này á. Cũng là một phần của vợ mình thôi. Và nhiều khi mình thì nó dễ thôi quá.
Nhưng khi mình thấy nó đáng yêu, dù làm nhiều, nó là điều mà thỉnh thoảng nó làm mình hơi khó chịu một chút. Đấy có thể là một phần vì sao mình lại yêu vợ mình. Chứ không có con người nào mà hoàn hảo cả. Kể đi tôi nghe xem đã. Đúng rồi, anh ngồi nghe. Có một vài cái nó rất là buồn cười thôi. Ví dụ như là vợ mình thì rất là lười sạc pin, giặt xà phòng này. Đó là chuyện rất là bình thường. Mình phải lấy điện thoại ra xin lỗi cả rồi. Có ghi chú. À, đây. Ok. Ê, Tân ơi, 4 trang giấy lận Tân ơi. Không phải. Vậy toán hả? Không phải. Đầu tiên á, là vợ mình là một kiểu người mà rất là không biết quy định. Ví dụ mình đang muốn hỏi là thế bây giờ em muốn thuê căn này, ví dụ mình chọn còn 10 căn chẳng hạn, và lúc nào các bạn em không thích, ok em chọn đi, và em không chọn đâu anh, chọn đi. Ví dụ mình hỏi vợ mình luôn luôn hỏi một câu là thế ngày mai em có kế hoạch gì, anh phải biết em rồi, là em chẳng bao giờ em có kế hoạch gì cả. Nhưng mà mình là người rất là thích sống theo kế hoạch, tức là mình sống, mình dậy này, buổi sáng mình dậy mình làm gì, trong chiều mình làm gì, tối mình làm gì, một ngày nó sẽ có lộ trình. Nhưng mà vợ mình thì rất là khác. Hoặc vợ mình có thể nói là ok ngày mai em sẽ làm thế này, nhưng mà vài hôm sau mới làm được. Mình không mong muốn vợ mình phải thay đổi, chỉ là nếu mà có thể tốt hơn một chút xíu thì bởi vậy là thông qua cái câu chuyện của vợ chồng CJ á, thì chúng ta có thể thấy được rằng thực chất á, cái bản chất của hôn nhân là gì và bản chất của gia đình là gì. Chúng ta như là những cái khối Lego như vậy đó, không có giống nhau, mà quan trọng hơn á, là trong cái khoảng thời gian đó là hai cái khối Lego nó có thật sự nó hòa hợp với nhau hay đúng không rồi. Mà nè, nó nghe lại thế à, có tự cảm thấy bản thân mình cần thay đổi tính cách gì không? Mình á? Thay đổi không? Ôi rất nhiều. Ôi ôi, nhiều vô cùng luôn. Thứ nhất là mình là một người rất là lề mề, lúc nào mình cũng đi muộn. Sáng nay vừa cãi nhau với vợ về cái chuyện đấy. Bởi vợ mình bảo là đúng 10 giờ á, em muốn sang nhà bạn để ăn trưa, nhưng mà em không muốn chỉ sang để ăn trưa mà không, mà em muốn đến chơi với mọi người xong mới ăn trưa, xong mấy thứ nó vui, xong anh đi quay gì anh đi quay. Hôm qua mình đi gặp bạn bè bởi vì lâu ngày không gặp, xong 1 giờ đêm mới về. Xong vợ mình bảo là 10 giờ mình đi nhá. Ui, 10 giờ mình đi nhá. Ok, mình phải tranh thủ tắm rửa, mặc quần áo, tắm rửa sạch sẽ xong lên giường đi ngủ. Đến 9 giờ kém mình bắt đầu thấy rất là mệt, mệt lắm rồi. Mình vẫn buồn ngủ, xong mình cố mà dậy. Vợ mình thì rất là bực xúc bởi vì đây không phải lần đầu tiên. Ngoài ra mình là một kiểu người lúc nào cũng ngủ rất là sâu, ngủ rất là say. Từng có một cái trường hợp mà vợ mình xuống dưới tầng 1 mà rất là cần mình, mà gọi tên mãi không hề dậy, không dậy một tí nào luôn, không thể dậy nổi luôn ấy. Mà lúc nào cũng thế, kể cả phòng con gái mình nó ngay cạnh phòng mình. Ví dụ nha, có hai bên giường đúng không? Thì bên này là gần cửa ra ngoài để sang phòng con. Thì vợ mình những đêm nào mà vợ bảo là thôi hôm nay, tối nay anh trông con hộ em nhé. Ok, xong mình ngủ ở ngoài để nó dễ nghe, mình sẽ mở hàng cửa ra. Còn không một tiếng đồng hồ mình không nghe một cái gì cả. Mình không nghe được, vợ mình vẫn là người phải đứng dậy để đi bế con. Cái việc đấy mình biết là vợ mình lúc nào cũng rất là khó chịu, bởi vì vợ mình là một người rất là khó ngủ. Mà đã dậy là rất là khó ngủ lại, còn mình thì đã ngủ là ngủ. Thấy không? Ngược thấy không? Kỳ vậy đó, là ví dụ như là ông này thiếu này, tự nhiên là bà này lại có cái này. Mình cũng có nhiều điều rất là khó chịu về mình á, nhưng mà mình cũng không phải là quá tệ. Không phải là quá tệ. Bây giờ thì xin mời anh CJ sẽ nhìn lên màn hình, sẽ có một đoạn video clip. Ok. Món quà nho nhỏ. Đối với Phương thì CJ là một ông bố tuyệt vời. Không phải là tốt mà là tuyệt vời. Không phải là vì những gì mà CJ làm cho con gái hay là cho vợ, mà là vì cái tình cảm mà CJ dành cho con, và cái cách mà anh ấy chăm sóc và nói chuyện với con từ những cái ngày mà con còn làm cái bào thai bé xíu ở trong bụng mẹ thôi. Và anh ấy còn là một ông bố tuyệt vời bởi vì sao? Bởi vì là cái tình cảm mà anh ấy dành cho vợ, dành cho mẹ của em bé là những cái điều mà Phương cảm nhận được từ những ngày đầu tiên khi mà biết tin là có em bé đến với hai vợ chồng. Em bé đến một cách rất bất ngờ, phải nói là ở cái level từ 0 đến 100 thì bất ngờ ở level 100 luôn. Bởi vì đấy là điều mà cả hai người đều chưa nghĩ đến. Biết rằng là CJ rất yêu trẻ em, và CJ luôn luôn mong muốn có một đứa con, có nhiều đứa con.
Và thậm chí kể cả là phải là một ông bố đơn thân thì CJ vẫn sẵn sàng, vì cái tình yêu của CJ dành cho những dành cho trẻ em ấy nó là rất là lớn, nó là những tình yêu vô điều kiện. Thế cho nên là khi mà quyết định là báo cho CJ thì lúc đó Phương cũng chỉ nghĩ rằng là vì cái hoàn cảnh lúc đó của hai người nó không phải như là những cặp vợ chồng khi mà biết tin của em bé, mà nó là một cặp tình nhân đang ở trong một mối quan hệ khá là phức tạp. Và cái việc có em bé nó có thể làm phức tạp hóa mối quan hệ nhiều hơn. Khi mà Phương quyết định báo với CJ ấy, thì cũng chỉ nghĩ là ok, anh ấy sẽ rất là vui vì biết là mình có con và đó là của anh ấy. Nhưng mà chắc chắn đi kèm với điều với cái niềm vui đó sẽ là một áp lực rất lớn. Và cũng đúng như mình suy nghĩ là khi mà biết tin thì CJ đã khóc ngay lập tức, là khóc và khóc ở một cái tâm thế là rất bối rối. Nhưng mình cũng biết là có một cái sự niềm tự hào và hạnh phúc của một người biết được rằng là mình sắp làm cha. Điều mà làm mình xúc động nhất và cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là cái ngày mà mình sinh. Cái việc CJ ở bên mình suốt cả trong quá trình mang bầu thì đấy đã là một điều mà mình rất là trân trọng rồi. Nhưng mà phải đến cái ngày mình sinh nở thì mới biết được là người đàn ông của mình vĩ đại đến mức độ nào. Và nó rất là ngỡ ngàng, mình rất ngỡ ngàng vì những gì anh ấy làm. Thì cái ngày sinh đó Phương chuyển dạ rất là lâu, quá trình chuyển dạ lên đến 33 tiếng. Và từ cái lúc chuyển dạ cho đến lúc sinh và cả những ngày sau đấy nữa thì CJ luôn luôn ở bên cạnh. Và từ cái lúc mà CJ vào phòng sinh cho đến cái giây phút mà em bé ra đời thì CJ không rời vợ nửa bước. Vợ chuyển dạ rất là đau, rất là đau. Và CJ là người duy nhất mà có thể làm cho vợ đỡ đau được bằng cách là vỗ về từng phút một, nắm tay. Và trong cái lúc mà đau nhất thì Phương gần như là mất nhận thức, cứ từng cơn một. Cái lúc đấy thì mình không còn nhận thức gì được gì nữa. Và lúc đấy thì không biết là CJ lấy ý tưởng từ đâu. Lúc đó CJ mới giả giọng em bé, tức là giả vờ mình chính là cái em, chính là con gái đó. Giả giọng em bé và nói với mình những cái lời động viên ở vai trò là người con chứ không phải người chồng. Và cái điều đó tiếp thêm sức mạnh cho Phương rất là nhiều, sức mạnh để mình biết được rằng là cả mẹ cả con đều đang cố gắng. CJ khóc rất nhiều khi mà chứng kiến vợ đau đẻ. Anh đã khóc ngay trước mặt mình và nói rằng là bây giờ chỉ chữa là chồng chịu đau được cho vợ thôi, bởi vì mình nhất quyết là mình không tiêm thuốc giảm đau. Mình cũng chỉ biết kêu gào và nắm tay chồng thôi. Thậm chí là mình đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ để gào thét với chồng cho nó tự nhiên, thoải mái. Mình luôn cảm thấy cái tình yêu mà CJ dành cho con gái nó vô bờ bến, nó vô điều kiện. Và nó không cần thể hiện giống như mình, không thể hiện giống như mẹ. Nhiều khi mình không hiểu được, có một cái sự kết nối bí ẩn. Và mình nhiều khi mình cảm thấy rất ghen tị. Thực ra là từ trước đến giờ mình đã rất muốn làm bố, kể cả trước khi mình biết tin là mình sắp làm bố rồi. Mình muốn có con riêng của mình. Cho đến khi mình biết là mình có con thì mình rất là vui. Cho đến khi mình có con gái thì mình cảm giác như là con gái đem ra rất là nhiều chuyện may mắn đến với mình á. Cảm giác như là cuộc đời đang chỉ chờ đợi con gái đến với mình và mọi thứ sẽ bắt đầu suôn sẻ. Khi thời gian được bên cạnh con không có gì bằng. Nếu như được gửi một vài lời đến với vợ và con thì anh sẽ gửi điều gì? Cảm ơn hai người đã đến với cuộc đời của anh. Cảm ơn vợ đã cố gắng hết mình để giữ chồng những lúc chồng ngu nhất. Cảm ơn vợ đã tin vào tình yêu của hai người dù chồng đã cố gắng hết mình để đẩy vợ ra. Cảm ơn con đã đến với cuộc sống của hai bố mẹ, bởi vì không có con thì có lẽ là bây giờ tình yêu của hai bố mẹ không còn nữa. Chính vì con thì hai bố mẹ đã quay trở lại với nhau. Điều đó là có lẽ là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra với bố. Cảm ơn vợ đã luôn luôn chịu đựng những cái điều xấu của chồng, điều xấu nhất của chồng. Và chồng muốn dùng cơ hội này để gửi lời xin lỗi tới vợ. Những lúc mà chồng đã chưa làm tốt
mong là vợ sẽ hiểu cho chồng và sẽ bỏ qua cho chồng những lỗi của chồng. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một tí xíu qua một cái trò chơi nho nhỏ nha. Siêu bố trổ tài. Bây giờ là hai bố sẽ lần lượt thi hát ru con. Tất cả những bài thiếu nhi nào mà là hai bố có thể nghĩ ra trong đầu là đều được tính là bài hát ru con. Ok. Thiếu nhi nha. Tiếng Anh, tiếng Việt đều được hết đúng không? Chơi hết. Tân, đầu tiên. Cháu lên bàn, cháu vô màu dao. Cô thương cháu thì cháu không khóc nhẹ. This old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack paddywhack. Give the dog a bone. This old man came rolling home. Trời ơi, nghe tôi ngủ luôn. Vô, tới bạn. Con cò bé bé, nó đầu cành tre. Đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hỏi, khi về em chào. Miệng em chung chiếm là em thức tới sáng luôn nào. Ca cái tông này làm sao nhỏ ngủ được. Cô sẽ em bài thể dục buổi sáng. Bài thể dục buổi sáng. Một, hai, ba, bốn. Hít thở, hít thở. Một, đứng cao lên. Còn đây, đứng cao lên. Hey. Buồn cả hai ta. Thực ra bài đêm mình vừa bảo vợ mình là thôi cho bài này cho nó nghỉ một tuần đi. Bởi vì suốt ngày hát bài này. Có được đấy không? Được rồi, ok. Vô, tới bạn. Bài gì nữa nè? Mình hát rồi đó. Không, người ta bài hát mà. Bài hát của mình, bài kêu bạn nhắc chứ. Bạn phụ đấy mà. Đi học về là đi học về. Em vào nhà, em chào cha mẹ. Mẹ không? Cha em khen là em rất ngoan. Ê, được. Mẹ âu yếm làm gì? Mẹ âu yếm hôn lên má con. Ê. Dân giang dung dễ, rất trẻ đi chơi. Để ngỡ nhà chờ, lại cậu lại mợ. Cho cháu về quê, cho dê đi học. Cho khóc ở nhà nấu gà, nấu bếp. Hù hà hù học, đóng sắt, đóng sập cửa vào. Đóng sập cửa vào thì đi ngủ được rồi. Hết bài rồi. Hết bài rồi. Mình tiếp tục này. See the little bunny sleeping till it's nearly noon. Shall we wake them with some merry tunes? Ooh. They're so still, are they ill? No, wake up bunnies. Hop little bunnies, hop hop hop. Hop little bunnies, hop hop hop. Hop little bunnies, hop hop hop. Hop little bunnies, hop and stop. Stop, ok. Rất là cảm ơn những gì mà là CJ đã chia sẻ. Đó là những bài học, những kinh nghiệm và cũng như là những sự lựa chọn mà theo cá nhân Trai thấy nha. Đó là hoàn toàn chính xác đối với một ông bố. Thì cả ba chúng ta đều đang trong cái bước đường là học từng ngày để có thể trở thành một người bố tốt nhất, một phiên bản tốt nhất cho con cũng như là một người chồng tốt nhất cho vợ của mình. Và Ngọc Trai cũng xin cảm ơn các bạn khán giả đã luôn luôn ủng hộ chương trình Các Ông Bố Nói Gì.